Xin cảm ơn em ạ. Và sau đây là phần trình diễn của anh Dinh Huy Tung, học sinh năm thứ 7 hệ AMEB. Và anh sẽ trình diễn hai bài, đấy là bài Dance on the Terror của Manuel de Falla và March Turque của Mozart. Càng học nhạc thì anh Tùng càng có nhiều niềm vui và giải tỏa căng thẳng. Chúng ta cùng chúc anh Tùng sẽ hoàn thành kỳ thi hết phổ thông trung học sau 40 ngày nữa.